Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tùng Địa Dũng Xuân thứ 15 đúng bây giờ can vị Đại Bồ Tát ở cõi nước phương cả công hơn số các của tám sông Hằng. Ở trong đại chúng đứng dậy chân tay làm lễ mà bành phận rằng thế bằng lòng cho chúng con lũng sao kia phần diệu độ tại cõi ta ba này thiền tinh tấn giữ gìn đông tùng biên chép cung vàng kinh điển này thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó khi đó phần bao cả chúng đại bồ tát thiền nam tử thôi đi chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao về cõi ta bà của ta từ có cung đại bồ tát số đông bằng số ca của sau muôn sông Hằng môi vì bồ tát có những người đó có thể sau khi ta diệt tổ hộ trì đông tùng rộng nói kinh này lũng phần nói lời đó cõi ta bà trong tam thiên đại thiên cõi nữa đăng đều đúng đức mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ân vị đại bồ tát thời vọng ra các vị bồ tát đó thân đều sáng vàng đủ 32 tướng tố cùng vô lượng ánh sáng trước đây đều ở dưới cõi ta bà này cõi đó trụ giữa hư không các vị bồ tát đó nghe tiếng nói của đức Thích Ca Mâu nên từ dưới mà đến mọi vị Bồ Tát đều là bằng đạo thủ trong đại chúng đều đem theo sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Thuộc là những vị đem năm muôn bốn muôn ba muôn hai muôn một muôn hằng hà sa quyến thuộc muôn là những vì đêm môn hằng hà sa nửa hằng hà sa mô phân hằng hà sa nhận đến một phần trong nghìn muôn ứng na do tha phần hằng hà sa khiến thuộc muốn là những vì đêm nghìn muôn ứng na do tha khiến thuộc muốn là đêm thuộc là đem nghìn trăm muôn nhận đến một muôn muốn là đem một nghìn một trăm nhận đến mười quyên thuộc muốn là năm bốn ba hai một người đệ tử muốn lại là những vị điên muốn mình ưa hành viện ly số đông vô lượng vô biên dường ấy tỉnh đêm đi dù chẳng có thể biên được các vị bồ tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đềm bảy mong chỗ của đứng đa bửu như lai và thanh ca mâu ni phật đến nơi đòi hướng về hai vị thế tôn mà đầu mặn lại chân phân và đến chỗ các đức phật ngồi trên tòa chư tướng dưới cội cây bao cũng đeo làm
vòng chân tay cung kính dùng ca cánh người khen của Bồ Tát mà người khen phần rồi đúng qua một tiếng. Ưa vui chim ngưỡng ai đứng thế tôn từ lung ca về Bồ Tát do từ dưới đấng vọt lên dùng cán cách người khen của Bồ Tát mà khen người phần thời gian đó trải qua 50 tiểu kim. Bây giờ đừng đứng ca mô ni Phật nín lặng ngồi yên cùng hàng tứ chúng cùng đều linh lặng 50 tiểu kiếp vì do sinh thân của phần thiên hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ chân thân của phần thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ưng cõi nước hư không trong chúng Bồ Tát nó có bốn vị đạo sư một hướng hành, hai vô biên hạnh, ba tình hạnh, bốn an lâm hạnh, bốn vị Bồ Tát này là bằng thường thủ tướng đạo sư trong chúng đó ở trước đại chúng. Bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng thưa Thế Tôn có được ít bình yên não an vui luôn chăng, những người đang độ thủ giao dễ chăng chẳng làm cho Đức Thế Tôn xin mỏi nhọc chăng. Khi đó bốn vị Bồ Tát nói kể rằng Thế Tôn được an vui yên bình cùng ít não giao hoa cả chúng sinh được không mối nhầm ư lại các hàng chúng sinh. Thủ hoa có dễ chăng chẳng làm cho Thế Tôn sinh nhầm mệnh đó ư lung. Bây giờ đứng Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng đúng thế đúng thế. Ca phiền nam tử đứng Như Lai an vui ít bệnh yên não các hàng chúng sinh hoa đồ được dễ không có nhọc mệnh. Vì sao? Vì ca chúng sanh đó từ nhiều đời nhân lai thường được ta dạy bảo mà cũng từng ở nơi các phần qua cung kính tôn trọng trọng ca coi lành ca chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta nghe ta nói pháp liền đều tiến nhân vào đưa trong quê của Như Lai. Trừ người trước đã tu tâm học hành hiểu thưa nhưng người như thế ta cùng khiến được này vào trong tuệ của phần. Lúc ấy càng vì Bồ Tát nói kể rằng hãy thấy hãy thay đứng đại hùng Thế Tôn ca càng chúng sinh tại đều hoa đô đường về hay nói các đứng phần về trí tuệ rằng sau nghe pháp rồi tin làm chúng con đều tùy hỷ. Khi đó đứng Thế Tôn khen người càng vì đại Bồ Tát thường thủ hay thay hay thay thiền nam tử chẳng ông có thể đối với đứng Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng tám nghìn hành hà xa ca chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng
Chúng ta từ xưa nhận lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế từ dưới đấng vọt lên đứng chưa được Thế Tôn chấp tay cũng vàng thăm hỏi như này. Lúc đó Ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của tam nghìn hằng hà xa chúng Bồ Tát cùng muốn từ giải phía chỗ nghi của mình bèn chăm tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng vô lượng nghìn muôn ân căn Bồ Tát này chúng từ xưa chưa từng thấy nguyên đấng lượng tung nói là từ chốn nào đến do nhân duyên gì nhóm tầng lớn đại thần thông trí tuệ chẳng nghĩ bằng trí niệm kia bền vững có chất nhân nhũng lớn chúng sinh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến mọi mối hàng Bồ Tát đem theo các quyển thuần chỗ đông không thể lượng như chỗ hằng hà xa hoảng có đại Bồ Tát đem sáu muôn hàng xa càng đại chúng như thế một lòng cầu phân đạo những đại sư đó thành sáu muôn hằng hà xa đều đến cúng dường Phật cùng hộ trì kinh này đem năm muôn hằng hà xa số này hơn số trên bốn muôn và ba muôn hai muôn đến một muôn một nghìn bốn trăm thầy nhận đến muôn hằng xa nữa và ba bốn phần một phần trong ức muôn nghìn muôn na do ta muôn ức cán đề tự nhận đến đêm nửa ân số đông lại hơn trên trăm muôn đến một muôn một nghìn và một trăm năm mươi cùng một mươi nhận đến ba hai một viên mình không quyên thuộc ưa tính ở riêng vắng đều đi đến chỗ phần số đây càng hơn trên càng đại chúng như thế nếu người phá kể đến qua nơi kim hằng xa còn chẳng thể biết hết cả vì uy đức lớn chúng Bồ Tát tịnh tâm ai vì đó nói phàm giao hóa cho thành tựu từ ai đầu phán tâm tự dương phận nào thủ trì tu kinh gì tu tâm phân đạo nào các Bồ Tát như thế thần thông chức trí lớn đất bốn phương rung nức đều từ đấng vọt lên Thế Tôn con từ xưa chưa từng thấy viễn đó xin phần nói danh hiệu cõi nước của kia ở con thường qua căn nước chưa từng thấy chúng này con ở trong chúng đây bèn chẳng quen một người thoa vây từ đấng lên mong nói nhân duyên đó nay trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ân ca chúng Bồ Tát đây đều muốn bia viện này hàng Bồ Tát chúng kia gông ngọn nhân duyên đó Thế Tôn đứng vô lượng cuối mong quyết lòng đi khi ấy cảm vì Phật của đấng Thích Ca Mâu Ni Phật thân từ vô lượng nghìn muôn ân cõi nước ở bên ca đến ngồi xem bằng trên tòa sư tử dưới ca công cây bao nơi trong tám phương hàng thì gia của phần đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở
bốn phương cõi tam thiên đại thiên từ đấng vọng lên trụ trên hư không đều bạch với phần mình rằng Thế Tôn các đại chúng vô lượng vô biên tăng kỳ bồ tát đó từ chốn nào mà đến lúc ấy các đấng phật đều báo thì giá các phiền nam tử hãy chờ giây la hiền có vị đại bồ tát tên là Di Lặc là vì mà đứng Tính Ca Mâu Ni Phật thù kia kế đây sẽ làm phần đã hỏi viện đó đứng phần sẽ đáp các ông tự đương nhân đây mà được nghe bây giờ đứng Tính Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát hai tay hai thay a dần đa bèn có thể hỏi phần việc lớn như thế các ông phải chung một lòng mặn giáp tình tấn phát y bền vững này đức như lai muốn hiện quan tuyên bày trí tuệ của các đơn phần chân thần không tự tại của các đơn phần chân sư tự mạnh nhanh của các đơn phần sức uy thế mạnh lớn của các đơn phần khi đó đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng phải một lòng tinh tấn ta muốn nói viên này chớ nên có nghĩa hồi tri Phật chẳng ý bằng ông này gắng sức tìm chỗ nơi trong nhận thiền chỗ pháp xưa chưa nghe nay để sẽ được nghe này ta an ủi ông chớ ôm lòng nghi sợ Phật không lời chẳng thần trí tuệ chẳng nghi bàn phần đường pháp bậc nhân này rất sâu khó phân biệt như thế này sẽ nói cán ông một lòng nghe khi đứng Thế Tôn nói kể đó bao ngài Di Lặc Bồ Tát nay ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông mà dần đã cán hạng đại Bồ Tát vô lượng vô số a tăng kỳ từ dưới đấng Phật ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó chính ta ở cõi ta ba luôn được vô thượng chính đẳng sinh ra rồi giáo hóa chi dân các bồ tát đó điều phục tâm kia kiến phán đạo tâm ca vì bồ tát đó ở phía dưới cõi ta ba cõi đó chùa giữa hư không ở trăng ca kinh điển đồng tùng không lệ suy gâm rõ hiếu nghị tướng chân chính a dần đa can thiện nam từ đó chẳng thân ở trong chúng nhiều nói bàn thường ưa ở chỗ vắng xuyên tu tinh tấn chưa từng thôi giờ cũng chẳng nương tựa người trời mà ở thường ham trí tuệ sâu không có chướng ngại cũng thường ham nơi pha của đấng Phật chuyên lòng tinh tấn cầu tuệ vô thường lúc đó đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng a dần đa ông nên biết sáng Bồ Tát ngân này từ vô số kiếm lại tu tâm trí tuệ phần đều là ta hoa đồ thiên phát đại đạo tâm chúng đó là con ta ý chỉ thế giới này thường tu
tâm đạo pháp ta ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu phần đạo ở phương dưới ta bà trụ vừa quán hư không sức trí niệm bền vững trường thiên cầu trí tuệ nói các món pháp màu tâm kia không sợ trên ta ở thành già gia ngồi dưới gốc bồ đề thành bằng tôi chính giang truyền pháp luân vô thường rồi mời giáo hoa đỏ kiến đều phan đạo tâm nay đều trụ vâng thôi đều sẽ được thành phần nay ta nói lời thần ca công một lòng tin ta từ lâu xa lại giáo hoa ca chúng đoan bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sinh hoàng nay làm là chưa từng có mà nghĩ rằng thế nào đừng Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giao vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Cang Đại Bồ Tát đó làm cho chỗ nơi vô thường chính đáng chân gia liền bằng phần rằng Thế Tôn đứng như lai lúc làm thái tư trời khói cung dòng thính ngồi nơi đạo tràng thánh thành già gia chẳng bao xa được thành vô thường chánh đẳng chánh giác từ đó đến nay mới hơn 40 năm đừng Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên phần sự lớn do thế lần của phần do công đức của phần giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế sẽ thành vô thượng chân đàn chân và Thế Tôn chúng đại Bồ Tát này gia sư có người trong nghìn muôn ứng kim đếm không thể hết chẳng được ngàn mê chúng đó từ lâu nhận lại ở nơi vô lượng vô biên các đấng phận trồng các gông lanh thành tựu đạo Bồ Tát thương tu pháp hành Thế Tôn nguyện như thế đời dân có tin thì như có người trăng đẹp tông đèn tuổi 25 chỉ người trăm tuổi nói đó chỉ là con của ta người trăm tuổi nọ cũng chỉ gà tuổi nhỏ nói là cha ta để nuôi ta tại vì đó có tin đức Phật cũng như thế từ long thành đạo nhận đến nay kỳ thực chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ứng kiếm vì phần đạo nên chuyên tu tình tấn kéo nhằm xuân trụ nơi vô lượng nghìn muôn ứng tam muội được thần không lớn tu hành thanh tịnh đã lâu kéo hay trừ thứ đề tầm các Phật lành giỏi nơi vẫn đám là bao quý trong loài người tất cả thế gian rất là yên có ngày nay đứng Thế Tôn mời nói lúc được phần đạo băng đầu khiến kia phát tâm vào chỉ dạy nhiều giấc làm cho kia hướng về vô thừa chính đàng chính giang đừng Thế Tôn thành phần chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này chúng con giàu lại tin phần tùy cơ nghi nói pháp lời phần nói ra chưa từng hứa vọng chỗ phần bia tay đều thông xuống như càng Bồ Tát mới phát
con diều đó nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận sinh nhân duyên tội nghiệp phá chinh phá kinh thưa Thế Tôn. Mong vì chung giải nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vì lai nghe việc này rồi cũng chẳng xin nghi lúc đó ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng phần xưa từ dòng thánh xuân gia gần già gia ngồi dưới cây bồ đề đến nay còn chưa xa các hàng phật tử này số đông không thể lường lâu đã tu phần đạo trụ nơi sức thần thông theo hồng đạo bồ tát trang nghiêm pháp thế gian như hoa sen trong nước từ đất mà vọng ra đều xin lòng cùng kinh đứng nơi trưởng Thế Tôn việc đó có nghĩa bằng thế nào mà tiến được hoàn được đạo rất gần chỗ thành tựu rất nhiều mong vì trừ lòng nghĩ như thực phân biệt nói thí như người trẻ mạnh tuổi mới 25 chỉ người trăm tuổi già tông ba và mặn nhân bọn này của ta sinh con cũng nói là cha cha trẻ mà con già mỗi người đều chẳng tin Thế Tôn cùng như thế được đạo đến nay gần ca chung Bồ Tát này chi vẫn không nhiêm được từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát giỏi nơi gần hỏi đáp tâm kia không sợ tên nhân nhung lòng quyết định đoan chánh có uy đức mười phương Phật khen ngợi kéo hai phần về nói chẳng thích ở trong chúng thường ưa thiền đến vì cầu quân đáo vậy chỗ công phương như chúng con từ phận nghe nơi thiền này không yên nguyện phận vì người sao diễn nói khiên rõ hiểu nếu người ở kinh này xin nghi lòng chẳng tin phải đoa đường dương mong nay vì giải nói vô lượng Bồ Tát đó thế nào thời gian ngắn giá hoa kiền phát tâm mà trụ bận bận thôi